gần đến vòng chung kết, Tô ngồi không yên, đang tung cước, ép Tổng phải rời ghế. Sức khỏe của ông Trọng sau khi nằm viện yếu đi là thấy rất rõ, ắt làm nhiều cho đồng chí của Bộ Chính trị vui như mở cờ trong bụng. Bởi một khi ông Tổng rời ghế quyền lực thì luật chơi mới sẽ được hình thành. Hiện nay, cả Bộ Chính trị và Trung ương Đảng đều không thích luật chơi của ông Tổng tạo ra, bởi vì ai cũng có phốt cả, chỉ cần khui ra là thân bại danh liệt. Sống dưới luật chơi của ông Trọng, quan chức nào cũng ăn không ngon, ngủ không yên. Ông Tổng Trọng đã dùng Tô Lâm nhưng lại phong thái tử cho kẻ khác. Ông Trọng là con người khó lường, chính ông từng nuôi người kế vị rồi cũng chính ông loại bỏ những người đấy. Trường hợp Đinh Thế Huynh và Trần Quốc Vượng là một ví dụ. Ông Trần Quốc Vượng được xem là hiền hơn ông Đinh Thế Huynh nên chỉ rời ghế chứ không bị quản thúc chặt chẽ như ông Đinh Thế Huynh. Ông Đinh Thế Huynh cũng nhận ra bộ mặt thật của ông Trọng nên không ôm mộng hy vọng sự hứa hẹn hão huyền của ông Trọng và quyết định tạo phản. Nhóm tạo phản gồm 3 người chủ chốt, đó là ông Đinh Đa Thăng, ông Đinh Thế Huynh và ông Trần Đại Quang. Thì cả 3 ông bị ông Trọng triệt sát ván. Người thì bị tù mọt gông, người thì bị thuốc và người khác thì bị quản thúc tại gia. Đây là sự trấn áp mà ông Trọng đã dùng để răn đe bất cứ kẻ nào dám tạo phản với ông. Tô Lâm là người cung phụng cho ông Tổng bất tử nan. Tuy nhiên, ông Tô Lâm vẫn luôn không được xem trọng bằng ông Vương Đình Huệ. Trong khi ông Tô Lâm xông pha trận mạc, chịu cả tiếng xấu để làm hài lòng ông Trọng, nhưng ông Trọng thì lại không xem Tô Lâm bằng một kẻ cơ hội chỉ biết lánh mặt tìm việc nhẹ như Vương Đình Huệ. Không rõ nguyên nhân vì sao, có lẽ trong mắt ông Tổng thì Tô Lâm chỉ là tay võ biển, còn Vương Đình Huệ thì khôn ngoan hơn rất nhiều. Ông Vương Đình Huệ được cho là kẻ cơ hội nhưng lại được ưu tiên hơn Tô Lâm. Đầu năm 2023, khi ông Nguyễn Xuân Phúc rời ghế Chủ tịch nước, Bộ Chính trị đề nghị hai cái tên thay thế, đó là ông Tô Lâm và Võ Văn Thưởng. Tô Lâm là ưu tiên số 1, Võ Văn Thưởng chỉ là phương án dự phòng. Tuy nhiên, Tô Lâm lại nhất quyết không chịu nhận chiếc ghế hữu danh vô thực đó và đẩy Võ Văn Thưởng phải ngồi vào. Có hai nguyên nhân khiến cho ông Tô Lâm làm như vậy. Thứ nhất là do chiếc ghế này không có thực quyền. Thứ nhì là ông Tô Lâm sợ rời khỏi tổ kén Bộ Công an thì ông sẽ bị các đồng chí của ông thịt giống như Trần Đại Quang vậy. Tự nhiên có thể sinh bệnh lạ mà chết không thể chữa. Tuy nhiên vẫn còn một lý do khác, đó là ông Tô Lâm muốn vào chiếc ghế Tổng Bí Thư chứ không ngồi ghế Chủ tịch nước. Gần đây Thời báo .d nhận được một nguồn tin chưa được kiểm chứng cho biết rằng ông Nguyễn Phú Trọng đang bị ung thư máu. Nguyên nhân bị nghi ngờ là do cánh tay phải của ông Trọng gây ra mà kẻ ông đã dùng để đưa quân sang châu Âu bắt cóc người. Hiện nay ông Tổng Bí Thư đang bị ép phải rút lui sớm để nhường ghế lại cho nhân vật này. Được biết những người bị thuốc bằng chất phóng xạ thường hay có bệnh lý về máu. Chúng tôi cũng cần thời gian để kiểm chứng thông tin và theo dõi tình hình. Tuy nhiên trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam, chuyện thuốc lẫn nhau để loại bỏ đối thủ hoặc gây sức ép đã từng xảy ra không ít lần. Và các quan chức cấp cao mặt cứ xuất hiện những vết xanh và sau đó chết rất nhanh. Với binh quyền trong tay, cướp ghế là cơ hội duy nhất để ông Tô Lâm ở lại vũ đài chính trị sau đại hội đảng lần thứ 14. Ông Tô Lâm sẽ về vườn vào đại hội 14 vào năm 2026 vì khi đó ông đã đến tuổi về hưu. Nếu không đoạt được ngay ghế giữ nhiệm kỳ thì cơ hội xem như khép lại với Bộ trưởng Bộ Công an. Nếu đợi đến đại hội thì ông Tô Lâm sẽ không thể tranh được với Vương Đình Huệ, bởi ông Huệ đang là một chân trong tứ trụ, nên dễ được ưu tiên suất đặc biệt hơn rất nhiều. Cho đến nay, suất đặc biệt chỉ ưu tiên cho ông Trọng và một người hưởng ké, đó là ông Nguyễn Xuân Phúc ở đại hội đảng lần thứ 13 vừa qua. Ông Tô Lâm vốn là tướng võ biển, nhưng cũng rất manh động, đồng thời rất tham quyền. Chiêu bẩn trên chính trường thì Tô Lâm không thiếu. Với Bộ Công an trong tay, nếu không cướp ghế thì sẽ không còn cơ hội nào nữa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin gần đến vòng chung kết, Tô ngồi không yên, đang tung cước, ép Tổng rời ghế. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, .d.
bắt Nguyễn Công Khế phe lò đang nhắm vào củi gộc nào đây? Vào ngày 16 tháng 1, ông Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an, thông báo với báo chí ông Nguyễn Công Khế và ông Nguyễn Quang Thông, hai cựu tổng biên tập báo Thanh Niên, bị cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét chỗ ở về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Ông Nguyễn Công Khế và ông Nguyễn Quang Thông bị cáo buộc vi phạm trong quá trình triển khai dự án cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp tại khu đất số 151 đến 155 Bến Vân Đồn, phường 6, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Đọc lệnh bắt ông Nguyễn Công Khế. Ông Nguyễn Công Khế, 70 tuổi, quê Quảng Nam, ông giữ cương vị tổng biên tập báo Thanh Niên từ năm 1988 cho đến năm 2008. Sau đó, ông làm chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn truyền thông Thanh Niên. Ông Nguyễn Quang Thông kế nhiệm vị trí tổng biên tập của ông Khế từ năm 2009 đến năm 2021. Ông Khế là tổng biên tập giữ chức vụ lâu nhất đến 20 năm. Vào năm 2008, tờ báo Thanh Niên có chủ trương mua khu đất của nhà máy thuốc lá Sài Gòn để xây dựng trụ sở tòa soạn. Tuy nhiên, sau đó ông Khế muốn chuyển sang xây dựng dự án căn hộ cao cấp, nhưng báo Thanh Niên không có chức năng này nên ông Khế lúc đó là tổng biên tập báo Thanh Niên đã ký hợp đồng hợp tác giữa công ty cổ phần tập đoàn truyền thông Thanh Niên, tức là báo Thanh Niên chiếm 51% vốn điều lệ, và công ty cổ phần du lịch dịch vụ Vinpearl của ông Phạm Nhật Vượng để thành lập công ty cổ phần bất động sản Thanh Niên để thực hiện dự án nói trên tại khu đất 151 tới 155 Bến Vân Đồn, phường 6, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Báo Thanh Niên góp vốn bằng quyền sử dụng khu đất này. Đọc lệnh bắt ông Nguyễn Quang Thông. Tuy nhiên, sau đó hai bên đã thỏa thuận chấm dứt hợp đồng và khu đất được chuyển nhượng cho tư nhân gây thất thoát tài sản của nhà nước. Hiện nay khu đất 151 đến 155 Bến Vân Đồn, phường 6, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh thuộc sở hữu của Novaland. Doanh nghiệp này đã xây dựng dự án ở đây và đưa vào hoạt động từ cuối năm 2017. Novaland là doanh nghiệp bất động sản đang vật lộn với núi nợ và đang rất khó khăn. Trong danh sách các tỷ phú Việt Nam đã không còn có tên ông Bùi Thành Nhơn, ông chủ của Novaland. Với việc bắt ông Nguyễn Công Khế về sai phạm tại khu đất số 155 Bến Vân Đồn thì khả năng Novaland cũng sẽ gặp rắc rối rất lớn. Ngoài ra, ông Nguyễn Công Khế được cho là người có quen biết rộng, đã có nhiều lãnh đạo trung ương cả tại chức và đã về hưu. Sai phạm này đã diễn ra từ 15 năm trước, nhưng tại sao đến hôm nay khi mọi việc đã xong, người ký quyết định đã về hưu, công an mới xua quân để mà đi bắt người? Đây là một câu hỏi được đặt ra. Phải chăng đây là trò đấu đá nội bộ giữa các đồng chí với nhau mà phe lò đang nhắm vào củi gộc nào đó đã từng đỡ đầu cho ông cựu tổng biên tập báo Thanh Niên? Đất thuộc sở hữu nhà nước rất hấp dẫn. Việc đứng danh nghĩa là một doanh nghiệp nhà nước để xin chủ trương hoặc kết hợp giữa doanh nghiệp và quan chức để hình thành nhóm lợi ích. Sau đó xin chủ trương rồi xoay chuyển lòng vòng để biến đất công thành đất tư, gây thất thoát tài sản nhà nước, có nghĩa là tiền của nhân dân. Trước đây, ông Nguyễn Thành Tài, cựu phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã bị bắt vì liên quan đến đất đai. Ông Nguyễn Công Khế ngồi với ông Từ Sảng. Có thể nói rằng đất đai là vấn đề nhức nhối của xã hội. Những doanh nghiệp bất động sản được các quyền lực chính trị hỗ trợ đã thi nhau thổi giá mà kiếm lời. Chính họ đã đẩy bất động sản xa tầm với của người dân. Vì thế, nhà xây lên thì dư thừa, bán không được, phải bỏ hoang. Nhưng người dân thì không có nhà để ở, gây lãng phí cho toàn xã hội. Bên cạnh đó, nhà nước lại ra tay cướp đất của dân, gây ra cảnh dân oan khắp mọi miền của đất nước, từ Bắc đến Nam. Trong khi đó, quan chức thì dùng tiền lực và quyền để mà phủ phép đất thuộc sở hữu của nhà nước thành đất của tư nhân, và các tư nhân ấy lại chính là các doanh nghiệp bất động sản sân sau của các quan chức đang cầm quyền. Rồi các doanh nghiệp này lại thổi giá lên trời. Đấy là cái vòng luẩn quẩn, trong đó quan chức ngày một giàu, còn dân thì ngày một mất nhiều hơn. Quý vị và các bạn có theo dõi chương truyền hình trực tiếp với bản tin bắt Nguyễn Công Khế phe lò đang nhắm vào củi gộc nào đây? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo. Chấm đề.